dưa luộc. Dưa. Này khô này là ảnh đi làm có nè. À, khô này tự đi làm. Dưa là cơm hả? Cơm rồi đúng rồi. Có nhiều đó ha. Ừ. Anh ăn cành đổ về rồi gửi tiền rồi bàn giao nhà luôn. Rồi cũng cảm ơn anh đã đồng hành với lại anh em của tụi em thêm cái công trình này, công trình thứ 6 rồi đúng không? Thứ 6 này thứ 7 rồi. Này nữa thứ 7. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Sáng ngày hôm nay thì đội của anh Hợp sẽ tiến hành tháo dỡ ngôi nhà cũ, một ngôi nhà mục nát của vợ chồng của anh Hậu nuôi hai người con sau khi vợ của mình mất đi đó cô bác anh chị. Chúng ta cũng thấy những cái tấm tôn này cũng khá là cũ kỹ và mục nát ha. Theo thông tin thì anh Hợp cũng nói khoảng nếu như dỡ ngôi nhà này cũng khoảng một ngày mới xong cô bác anh chị. Cũng ngôi nhà cũng khá là to, với diện tích là bề dài là 12m, bề ngang là khoảng 7-8m. Thì sau khi tháo dỡ ngôi nhà này ra xong á thì sẽ tiến hành làm một cái căn nhà tiền chế mới, và nó sẽ cố định hơn, sẽ dán gạch luôn cái phần ở dưới này nè cô bác anh chị. Đó, rồi sẽ dừng lại cái phần tôn mới. Tôn này thì nó cũng khá là cũ à, nhưng mà tôn này cũng đỡ hơn những ngôi nhà trước đây. Sáng nay 7 giờ thì 6 giờ mấy thì các anh thợ lập đặt là có mặt tại đây rồi. Ở đây thì làm cũng khá là gần nhà so với cái những ngôi nhà mà khác. Chỉ có ngôi nhà ốc nhất là gần nhất thôi. Tòa này mặc dù là xuống cấp nhưng mình thấy nó vẫn còn được ha. Anh Hậu anh nói là ngôi nhà này cũng làm lâu lắm rồi cô bác anh chị. Cái phần dách này cũng đã dỡ ra xong rồi nè. Cái phần này là dán ghép cũng đã bong tróc hết rồi. Anh Hậu chia sẻ rằng lúc trước thì nước ở tại chỗ giọt mưa tại chỗ này nè, nó chạy xuống đây luôn nè cô bác anh chị. Coi như là phần dách này mục hết nè. Những cái đòn tay bằng đố 3-4. Như vậy là trong một buổi sáng các anh thợ cũng đã dỡ xong cái phần nhà lớn của ngôi nhà của anh Hậu cùng với hai người con của mình sống cảnh gà trống nuôi con. Ngày mai này các anh cũng sẽ lấy cốt khởi công để làm cái phần nền, sau đó làm cái phần tiền chế. Một lần nữa thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã cùng với Bùi Hồ chung tay để cho giúp cho anh Hậu cũng như là các bé có một cái nơi ở ổn định kín đáo hơn. Tại vì nếu như mà ngôi nhà này không dỡ sớm thì những cái cây cũ như thế này nè, nó bị mục hết thì vài năm nữa thì không biết tiền đâu mà anh có thể thay lại phần nhà mới. Cũng may mắn là nhờ có sự chung tay tiếp sức khá là kịp thời. Và cô bác anh chị thấy cái ngôi nền này gạch thì cũng còn được ha. Tuy nhiên thì các bé như thế này đó, nó đi chân không á, thành nữ để lao gạch cho nó tiện thì mình sẽ lót cái phần gạch men lên. Thôi bây giờ sẽ gặp gỡ anh Hậu tí xíu ha cô bác của anh chị. Trời mặt mày lem luôn hết rồi. Ai sáng nay dỡ nhà xong rồi tối nay cha con ngủ gọn gọn tí xíu. Rồi sáng nay các anh thợ cũng cố gắng làm gấp rút xong, hôm nay mấy cha con ăn gì? Nay học dịch đó anh, chỉ cho mấy bé ăn chú lá xiêm mình đó. Đúc cho hai bé ăn cơm. Cho bé Hương đi học chưa? Chưa, nó ăn tại qua nay quá tại lưu với qua dắt qua em lên trển đó thì nó tới hù rồi. Không thấy ai chân thấy không? Đi về. Ngày mai cho đi học nha. Chiều nay lên hỏi đi. Anh la các bé cho tập các bé nó mang dép vô anh học.
Dạ, nó không mang dép với nó quen á. Nhiều khi nó mang cái đồ cái nó buông dép ra đi vòng vòng nó bỏ. La cho các bé để mang dép để cho nó quen. Để đâu không mang nó không quen. Bữa nay các anh thợ dở cũng mau sớm ha. Dạ. Ngôi nhà của mình cũng khá cũ kỹ một nát hơn anh nào ha. Dạ. Không dở thì mưa mùa mưa không biết sao luôn. Chắc cái này có thể 3 4 năm nữa cái nó sập xuống luôn. Ừ. Dạ. Chỉ còn cái nền hình như là em thấy anh cuốn lên lót lại lâu chưa? Không, cái nền này hồi lúc ba em cắt tới giờ là thì 6 năm mấy 7 năm đó. À cũng lâu. 2016 tới giờ. Ừ. Cũng lâu rồi. Dạ. Ừ. Thì hồi đó là ngày ba em nó ổng cắt thì cắt lại cái nền mỏng cũng không có tiền á, giờ ổng mới cắt sơ sài, ổng không có ấy sắt vô đó anh. Ừ. Bởi vì bây giờ một cái hoàng mình đi kiến tới, nó ấy lên rồi. Thấy nó vậy nhưng mà là nữ là không có sắt, không có đủ gì trơn. Dạ. Nên là kiến ở dưới cát nó đục lên. Dạ. Rồi. Nên nó mau hư. Mau với bằng ổng cái sắt đó giờ mình đi tới lui nữa đó. Thì dầm nhiều khi cái gạch nó xuống như này cái đục cái nó dạt. Xin chào cô bác quý anh chị, sáng ngày hôm nay thì các anh thợ cũng lật đật rồi. Làm cái phần nền đó, đội của anh Hợp làm cái phần nền. Mấy anh trong cái nghề hồ rồi, các anh gọi là lấy cốt xong rồi. Anh Hùng cũng đã bo cái nền lại để ngày mai này á là anh Hùng sẽ các anh thợ sẽ đổ dĩ lên, rồi sau đó đổ bê tông lên, rồi sau đó là đội của anh Vũ à để mà gáp cái phần tiền chế. Những ngôi nhà này thì khoa làm khoảng một tuần xong mới cô bác của anh chị. Ngày hôm qua khi mà sợ dỡ cái ngôi nhà cũ ra thì những cái cây đố bằng gọi là cái cây gác ngang để mà mình đóng cái mái tôn nè, gọi là những cái cây đòn tay á 36 nó rất là mục rồi, nên là nữ là khi anh lớn anh dỡ ra đó cái nó bị gãy ngang là một điều tất yếu thôi, tại vì nó rất là yếu mà cơ thể của anh lớn rất là to, nên là nữ thì gãy ngang thì cái cũng ở ngoài sau mái sao nó cũng thấp, thành nữ cái chân của anh nó cũng bị sơ sơ. Ngày hôm nay thì đội thợ thì vắng anh lớn cũng hơi buồn. Tuy nhiên thì một hai ngày nữa anh cũng phải trở lại làm với lại mấy anh. Cũng trong lao động mà cũng phải có một cái số tai nạn nhỏ nhỏ. Nó cũng là nghề tai nạn nghề nghiệp cũng không sao hết đó. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ ghé đây để mà gửi tiền cho anh Hợp kêu những cái vật tư á. Anh Hợp ngày hôm qua gọi cái vật tư rồi hết à. Anh tự ứng tiền nhà rồi anh trao hết. Rồi bây giờ anh phải chở một số đồ dùng qua đây để mà ngày mai này anh sẽ đổ bê tông nè. Đó, cô bác anh chị thấy anh Hùng cũng đang làm. Làm đây đến chiều xong không anh Hùng? Thế này chút nữa rồi hả? Chút nữa rồi. Thì đẩy cát vô. Cũng may mắn là cái nền cũ này á bằng gạch tàu á. Thì là nữ là mình không có tốn nhiều cát ha. Rồi chỉ cần đổ dĩ rồi đổ bê tông lên là xong à. Đó. Cái nền này là bề ngang là 4m5. Dài phủ bì coi như là 10 tới đó là 12 mét luôn đó cô bác của anh chị. Cao cũng khoảng 5 tấc anh Hùng. Cao từ mặt đất lên tới 5 tấc. 5 tấc ha, từ mặt đất lên á chưa kể phần ở dưới âm ở dưới. Nay trưa đem cơm theo ăn luôn hả? Đem theo ăn luôn, gần nhà đem cơm theo ăn luôn. Nay vợ cho ăn cơm gao lan chấm nước tương hay gì? Chắc cũng gần gần vậy. Làm gần nhà gì là sáng đi chiều về về. Cũng khỏe. Từ ở nhà của quê hương của các anh em thợ hồ á đến đây khoảng chừng 12 cây, 12 13 cây. An Giang với Đồng Tháp nói gì chứ nó xa hai tỉnh khác nhau chứ nó liền ganh. Liền ganh cái bên. Dạ, giống như hôm trước mà mấy anh em mà đi từ Vũng Liêm Vĩnh Long đến Càng Long của Trà Vinh á, nó cũng có 7 8 cây số à. Làm cái này là nghề thợ hồ này là gần Tết á anh Hùng. Là có bữa mấy nghỉ không? Có thường thường nghỉ trước Tết gần cả tháng. Người có khi thì còn vài ngày nữa Tết. Dạ. Có nghĩa là cái công trình thợ hồ ở gần Tết người ta cũng ít xây cất nhà cửa lắm. Ít làm, sửa chữa đồ nhiều. Người ta khởi công vào tháng 10 là nhiều anh Hùng ha. Tháng 10 rồi người ta kéo dài đến gần Tết luôn. Rồi sau đó mình làm luôn được chứ tháng 11 rồi người ta ít khởi công lắm. Những tháng cận Tết người ta đâu có khởi công nhà. Chỉ có sửa chữa thôi. Sửa chữa đồ lặt vặt được. Mà như trường hợp của anh Vũ là nhiều á. Anh Vũ sửa chữa nhiều lắm. Anh Vũ thợ sắt á. Nay là có chú
chú Năm. À, chú Năm năm nay là 60 rồi đó. Mấy chục năm kinh nghiệm phù hồ rồi đó. Làm gì so với trẻ trẻ thì mệt hơn nhiều chú Năm ha. Cậu Năm. Dạ. Dạ. Còn cơm được cứ mặn đi. Cậu Năm ông nói là 80 tuổi mới giờ hưu. Mà càng lớn tuổi thì ngày hồ càng giảm lương nha cậu Năm. Không, chú phải tăng lương mới được không? Tăng lương mới được. Nữa thì mình lên chú Năm đẩy cát luôn hay sao nữa không? Thì tôi ra tôi xúc ổng đẩy, còn mấy ổng đẩy tôi xúc vậy đó. Anh em thay phiên. Thay phiên nha. Người xúc người đẩy. Có thể em phụ tiếp phải không? Được vậy cũng cảm ơn. Trước cảm ơn trước đi thì tính sao. Anh Hậu đi hàng hả? Bữa nay anh gửi bé lớn đi học rồi quá. Còn nhà, còn ở nhà hả? Chắc anh chưa tìm được lớp hay sao á. Anh họp lãnh cái phần bê tông nè, rồi đi điện nè, nước đồ đầy đủ hết á. Rồi dán gạch đồ luôn. Đó, rồi xây lên 3 tấc nữa, rồi dán gạch luôn là anh có hết luôn, là hình như là hôm trước clip cũ của Bùi Hồn nói hình như là 36 triệu rồi sao á. Còn bên kênh của Út Đồng Tháp thì hỗ trợ cái phần La Phong. La Phong hôm trước anh Hải nói là bao nhiêu? 6 triệu mấy? 6 triệu 3. 6 triệu 3. Nhà tôn mới thì nó cũng không nóng lắm. Tôn cũ thì nó hết cái chắc kẽm nó mới nóng đúng anh Hùng? Ừ. Mới thì hai vài năm trước ở im lắm, vài năm sau nó mới nóng. Mà cái đóng La Phong thì coi nhà. Có La Phong thì đỡ. Cái ngôi nhà nền này là cứng á. Sáng mấy giờ anh chạy qua đây? Qua tới đây 7 giờ. Bển đi 6 giờ mấy. 6 giờ, 6 giờ mấy. Chạy chắc khoảng 30 phút ha. À. Qua rồi còn đi kiếm chỗ ăn sáng nữa mới làm. Dạ, lâu lâu lên ở quê lên thành phố ăn sáng bữa. Mấy giờ mới nghỉ anh? 11 giờ hả? 11 giờ. Rồi mấy giờ chiều mấy giờ làm? 1 giờ, bữa nay chắc là 12 giờ. Làm sớm. Làm sớm gì sớm. Ôi trời ơi. 12 giờ nắng quá làm hốc làm sao nổi, không nghỉ trưa. Quen rồi. Có nghĩa là mình lên 1 tiếng mình lại nghỉ 4 giờ mình chạy về. À. Cái giờ bò làm tới 5 giờ, 5 giờ chạy về tới bển nữa, chạy ra cũng gần 6 giờ. Đường khó chạy nữa. Khó chạy, đi qua mỗi lần qua là qua cây cầu đi về 10.000 nữa. Qua cầu. Qua cái cầu thì cứ cuộn đi cuộn về là 10 sen, 10 sen. 10 sen. Xài sen đi. Mà chi phí đi về xăng cộ đồ luôn này chắc khoảng 30.000. 30.000 đó. Dạ. Lại 10.000 với lại 20.000. Lấy gì căn nước rồi anh Năm không? Đem cơm theo ăn làm như là làm công nhân hay là làm cỏ làm ớt ở trong đồng của Út Nhất vậy, đem theo ăn luôn à. Nói vậy chứ cái chút nó heo anh Hùng ha. Đúng rồi. Mình ăn ở ngoài tiệm thì nó cũng 25.000 mà chạy đi kiếm vòng vòng cũng mệt nữa. Rồi một lần làm đây nè, chính nhà thờ nè. Dạ. Làm chính nhà thờ đi. Cho giữ cháu ngồi trong cái đường trong á. Dạ. Cơm ngồi nó nghỉ rồi giờ mần tới 4 giờ mấy rồi chạy về luôn. Dạ. Cũng làm nhà cho. Mình về sớm tí xíu nó khỏe. Đúng rồi. Thà thì mình kệ nắng mình làm sớm chút nắng chút cũng sao, nhưng mà mình về sớm tranh thủ. Dạ. Thấy hoàn cảnh anh Hậu gì ai cũng thương. Mà có một số cô chú không hiểu á thì nói là cứ trông chờ vào Mạnh Thường Quân mà đâu phải đâu. Bây giờ anh chăm hai đứa con vậy rồi thời gian đâu mà đi làm, chưa gỡ được con, thậm chí là kiếm tiền để mà giữ con, để gỡ con cũng không có tiền nữa, sao mà gọi là trông chờ được. Mình thấy khó thì mình giúp đỡ thôi, còn cuộc sống sau này anh cố gắng, anh có nghề đó thì anh tự anh sinh sống. Thật ra thì mình đến đây thì mình mới hiểu được cái cuộc sống của anh Hậu. À, thật ra thì người thân trong gia đình, kể cả là anh em ruột thì hiện rồi, hai không có ở gần đây. Không ở gần, đi làm để sao? Để mà chăm hai bé nữa là làm sao anh Hậu? Ở đó với cái thùng lũng mà. Nhiều người cứ coi một mình anh Hậu rồi không hiểu rồi nói trông chờ. Mà nếu như mà hiểu phải coi hết những cái đoạn clip của mấy anh em á.
xây là gạch là phải xây những cái góc này trước rồi đi đường thẳng sau anh Hùng ha. Thôi thì bây giờ chắc có lẽ là mấy anh em mình sẽ đi ra ngoài sau một cái rồi cái đợi anh họp qua để gửi cái số tiền ứng trước cho ảnh á, để ảnh có tiền ảnh gọi vật tư để anh kêu thêm. Cái máy này máy gì anh Hợp? Máy gì ủi sắt. Nhủi sắt. Ủi cho cây sắt nó thẳng đúng không? À, cây sắt này nó cong nè, cái máy này nó làm cho cây sắt nó thẳng ra. Giữ sao lên cái nữa rồi. Rồi xuống rồi, xong quá, xuống rồi. Từ bên nhà chở qua luôn ha anh. Thông tin, thông tin với cô bác của anh chị là anh Hợp tháng này là ảnh ít công trình lắm. Ảnh chỉ có 4 công trình. Mấy tháng gần Tết này mấy anh thợ này phải tranh thủ dữ dằn lắm. Đó. Có nhiều đội thợ nhưng mà bây giờ người ta cũng ít nhận công trình, nhưng mà đội của anh Hợp Vĩnh Vũ á, ở vòng vòng cứ quê mình đó là nhận nhiều công trình đó. Ở bên đó qua đây chở này qua đây nhiêu nhiêu? Bao nhiêu phút? Chắc khoảng không tiếng. Không dám chạy, chạy cái đường vòng quá vòng luôn. Với nó nặng anh ha. Này là cơm gì? Ăn cơm gì cho coi được không? Coi mở. Cơm nước. Có cái phích cà phê trà đường gì hả anh? Nó lạnh không? Nó lạnh không á. Thì vợ có đem đồ cái bị đồ không? Lấy chưa, cái vỏ chưa, sách này chưa, xuống chưa, luôn. Chưa. Đó, sách xuống. Tiền nào nó quyết định rồi xong nó mới cho cái bị đồ. Thật ra làm gần nhà thấy thương nghiệp ha, đem cơm theo luôn nè. Mà dễ thương. Vợ cơm theo ăn. Còn bật ngửa nha. Bật ngửa nha. Không đó. Cái gì? Dưa luộc. Này khô này là ảnh đi làm có nè. À, khô này tự đi làm. À, là cơm hả? Cơm, rồi đúng rồi. Có nhiều đó ha. Ừ. Anh ăn ít đồ ăn, mấy anh thợ là ăn cơm nhiều tí xíu. Đi đem cảm ơn theo trại đó chứ. Tội nghiệp chứ vậy. Ôi đem vô mắt đi anh ơi, cơm này để... Để ngoài nắng nó nóng lắm. Ngoài nắng nóng nó sẽ bị thiêu. Đem theo mấy chai nước suối luôn. Dạ, làm gì mà sao vợ không thương được đúng không? Anh Hùng kìa có một cái vít cơm bây giờ đúng không anh Hợp? Đó. Cơm là bịch đén hả? Đó, trong cái cũng cầm anh đó. Anh Hùng cũng vỏ sách luôn. Cũng vỏ sách luôn. Ừ, cầm anh đó. À, anh Hùng với lại cậu Nam. Nam. Ừ. Ừ. Cơm luôn. Đem này vít đá uống luôn. Ở miền Tây á, cô bác anh chị biết không? Thích uống trà đường lắm. Thích uống trà đường hơn là trà đá. Mà có một số mình vừa hồi có một số bạn á, à, có một số bạn là ủa ở đây mà uống trà đá mà sao để đường vô chứ vậy, mà trà đường là phong cách của miền Tây phải để đường cho ngọt ngọt, còn ở miền Trung miền Bắc là uống trà với đá thôi, quen rồi uống để đường vô uống không được. Rồi nữa là mỗi vùng mỗi khác nhau. Nhìn cái cà mên này mình thấy tự nhiên thấy nó hay hay ha, thay vì ra tiệm ăn, chạy ra tiệm ăn cái cho nó khỏe, nhưng mà mấy anh đem theo cà mên cơm đỡ tốn 25-30 ngàn, đỡ tốn tiền xăng nữa. Có khi nào hai anh em mình sẽ học thêm vậy không? Đi dạ. Cà mên theo hai anh em mình á. Chắc bỏ theo đùng mì gói với lại bếp ga mini á anh. Anh Hồng ảnh cũng có mang võng theo nữa đó. Đúng rồi, võng rồi. Ngày trưa nè. Thôi bây giờ như thế này nè, hôm qua là gọi vật tư rồi đúng không? Hôm qua em chưa rút tiền được. Ngày hôm nay rút được thì trước tiên là em thay mặt quý mạnh thường quân gửi anh để mà gọi trả tiền mấy vật tư này á, là 20 triệu ha. Rồi khi nào á em đi chắc khoảng tụi em đi còn vòng vòng miền Tây chắc khoảng 4-5 ngày, thì có gì thiếu thì em sẽ chuyển khoản thêm ha. Gọi trước 20 triệu đi anh, điếm lại giùm em với. Thật ra là đi không phải là bỏ bê đây, nhưng mà đến trao tiền những cái hoàn cảnh kia á, trao để cho kịp Tết nè. Nhưng mà sẽ tranh thủ sẽ về đây liền luôn, tại mình đội của anh Hợp, cô bác của anh chị làm biết rồi đó. Rồi anh Hợp với anh Vũ làm thì yên tâm lắm, chất lượng là quan trọng. Hợp đồng sao là làm y gan gì hết à. Tranh thủ về trở về đây để cập nhật. Đúng không ạ? 20 triệu hơn ha. 40 tờ. Dạ, rồi vài ngày nữa thì tụi em tranh thủ về rồi gửi tiền rồi bàn giao nhà luôn. Rồi cũng cảm ơn anh đã đồng hành với lại anh em của tụi em thêm cái công trình này, công trình thứ 6 rồi đúng không? Rồi. Thứ 6 này thứ 7 rồi. Này nữa thứ 7. Thứ 7 luôn. Xây được bảy ngôi nhà yêu thương nhỏ nhỏ nhưng mà đầy đủ tính nhân văn á, cũng nhờ được sự chung tay của cô chú anh chị quý mạnh thường quân ha. 7 cái cũng gần 1 cái nữa. 8 cái. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh với đội thợ luôn và cho gửi lời thăm anh lớn luôn. May mắn là
nghề nghiệp mà cũng phải có những cái tai nạn nó nhỏ nhỏ vậy đó. Có gì cái này sự cố. Lần đó là sự cố nhỏ bình thường nên là nữ là thôi vài ngày nữa đi làm lại cho gửi lời hỏi thăm anh. Cũng mới điện hỏi thăm anh đấy. Vậy hả? Nó nói đỡ rồi, nó sẹp mà. Không sẹp rồi. Rồi vậy là khỏe rồi. Rồi cảm ơn anh, thôi đấy cho anh làm. Chắc rồi. Qua thăm qua trò chuyện của thợ tí xíu nữa ha. Anh em mình cũng để cho mấy anh thợ vào việc. Tại mấy anh em mình đi nói đi vậy á, chứ ngày nào cũng điện hỏi thăm làm đến đâu rồi anh, rồi đã đến đâu rồi. Liên tục ở đây gần nhà lắm. Anh Hậu ơi. Bước qua đây cái hả? Đứng trong đó luôn đi. Dạ, ra đây đi anh Hậu. Thôi, xích vô trong đi. Hôm nay chưa gỡ bé nữa hả? Dạ chưa. Xích vô đây đi, xích ra sao đi. Dạ. Nãy chưa bé đó, tại mình rộn quá chứ thấy bé đau bệnh đó, còn bệnh đó. Bị bệnh hả? Cũng không dám gửi, nhiều khi để gần nhà mình có thể chăm sóc được đó. Ừ. Chào cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trước đi. Dạ, con xin chào cô chú Ú với anh chị Mạnh Thường Quân. Thảo Ngài có coi YouTube của mình không? Dạ có anh. Thấy sao? Thì em cảm nhận là thấy cũng rất là mừng lắm anh. Thấy cô chú Mạnh Thường Quân đã hộ giúp em cái ngôi nhà đó anh. Có hỏi là tại sao cô chú giúp ngôi nhà tôn mà không giúp ngôi nhà tường không? Không, cái vấn đề đó thì em không có hỏi. Tại vì cô chú Mạnh Thường Quân thì ủng hộ giúp mình em á. Thì được cái nhà để che nắng che mưa. Như vậy là em đó quý lắm rồi. Dạ, em cũng rất là mừng lắm. Nói chung là như nè, phước của mọi người mọi khác nhau. Dạ. Và mình được như vậy là nó trên cả tuyệt vời rồi. Dạ đúng anh, có nhiều khi với người á mà ước như vậy còn chưa được nữa. Còn như em thì cái cảnh của em thì nhiều khi thì tại em cũng người suy nghĩ đó, thì mình cũng như chắc mình cũng có duyên với mấy anh với của Mạnh Thường Quân đó, cũng có phước thì mấy anh mấy nay chị với gặp hoàn cảnh của em mới giúp đỡ em được như vậy. Chứ thật sự nếu như mà em suy nghĩ thì nếu mà không có ai mà giúp đỡ, như ví dụ hoàn cảnh em sau này dài tới sau đó, ví dụ ba cha con em thì mặn lớp nào mà nuôi con, thì cái dù mà mơ ước mà được cái nhà như vậy á thì em cũng không có dám mơ ước được nữa. Nhưng mà bây giờ thì có cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đó ở gần xa giờ thấy hoàn cảnh của em vậy đó, là ủng hộ giúp đỡ em như được như ngày hôm nay là rất là mừng mà em quý mến dữ dằn lắm anh. Rồi hôm nay gia đình mình ăn cơm gì? Dạ thì sáng giờ cũng lo băng gọn em giặt đồ đó, với rồi em đi tới lui lấy công chuyện cho mấy em tiếp với mấy anh với chú. Thì em tới này cũng chưa có là mua đồ ăn luôn. Dạ chưa có mua đồ ăn, đi mua đồ ăn được anh ơi. Bây giờ vừa làm cha mà vừa làm mẹ luôn. Dạ hai ba việc rồi, phải con cái nó bệnh hoạn nữa. Dạ nó nhớ mẹ này kia nữa. Dạ mà thì cũng phải cố gắng chứ biết sao. Dạ. Vậy em thì nào ngang qua nay nó cũng nói chung ra thì tầm khoảng là cái từ hồi lúc mà nuôi vợ mình bệnh tới giờ đó cũng bữa nay là cũng tầm khoảng là 2 tháng rồi. Mà sức khỏe em nuôi vợ nó cũng đã hơi đuối thôi, là em hồi tối là em bệnh đó cũng sốt đi sốt lại cũng mấy lần vậy đó. Rảnh thì đi vô nước biển vô đạm vô, rồi em sáng này em có chạy xuống kia em chích được mũi thuốc với giờ ở dưới bác sĩ ta dưới á chạy cũng như chỗ mấy người chích thuốc từ ngoài đó, người ta sẽ đỡ cho mình, ta đỡ lúc đó thì ta đỡ mình thêm 3 liều thuốc uống nữa. Nhà này cảm thấy thì nó cũng hơi đỡ hơi rồi anh. Thấy cũng cảm sốt hồi tối mà sáng nay cũng lật lật chạy tới chạy lui cũng thương ha. Dạ thì anh chị đó cũng như mấy anh đến đây thì giúp đỡ cho em xây cái nhà cách gì đó. Thì em cũng gắng cố gắng phần nào đó mình tiếp cho mấy anh công chuyện này nọ, mình tiếp gắng tiếp mấy anh rồi cho đỡ nhọc nhằn cho một chút nữa. Vậy sao cũng nhọc chút xíu, nhưng mà mình tôi cảm thấy là mình có được cái nhà mới gì là mình vui lắm anh. Cho dù mệt nhọc thì chăng em đối với em là nó không có thành vấn đề. Dạ. Thế anh Hậu vui anh Hùng? Đúng rồi vui. Mà theo em thấy cô chú cũng giúp kịp thời. Dạ. Trong những lúc mà vợ mà ra đi như thế này thì dạ, ai cũng buồn hết á. Dạ, nhưng mà rồi đến đây giúp cái căn nhà gì là anh Hậu vui nè. Thứ dạ, hai nữa là trong những ngày này thì có những anh thợ này nọ trò chuyện này nọ cũng đỡ buồn nữa. Dạ đúng anh. Chứ còn không có gì á, mình ngồi trong một cái căn nhà một nát mà cũng tuổi nhìn hai đứa con thì tuổi chứ lắm, ai dạ cũng buồn hết.
Thật ra thì bây giờ thấy anh Hậu vui được vậy cũng mừng. Thì có mấy ngày trước này nè, thì em nhiều khi á đi vô đi ra cái em dòm hình của vợ em đó, cái em nhớ lại những chuyện ký ức, những chuyện hồi trước đó, chuyện qua rồi. Nhiều khi cái rồi mình gặp công chuyện này công chuyện nọ cái mình ngao ngán, khi mình thấy là mình không muốn mặn cái gì nữa, chỉ có ngồi muốn buông xuôi đúng không? Dạ, muốn buông xuôi thôi. Thôi nhưng mà cố gắng đi. Giờ mình mới suy nghĩ về hai đứa con mình, mình cũng gắng. Gắng nên mình vượt qua những cái nỗi buồn đó đó. Và em tin là chị á sẽ ở nơi suối vàng cũng sẽ phù hộ anh có sức khỏe tốt để dạ. chăm lo hai đứa con. Dạ. Và cũng sẽ độ cho anh có những cái công việc làm ăn nó ổn định hơn tí xíu. Và trước tiên là anh thấy là có được Mạnh Thường Quân hỗ trợ chung tay, mình có ngôi nhà là một điều gì đó nó rất là thiêng liêng rồi. Dạ. Thì bây giờ quan trọng là bản thân của mình phải cố gắng nỗ lực vượt qua những cái nỗi đau, nỗi buồn, làm lại ở con đường phía trước vì tương lai của con mình. Dạ. Ha. Dạ. Thôi bây giờ thì đi mua đồ ăn nấu ăn cho mấy bé đi, trưa lắm rồi. Dạ. Rồi mấy anh thợ công việc của mấy anh làm, khi nào mà công việc nhiều quá các anh kêu mình đi làm gì gần gần á thì mình đi. Dạ. Bây giờ lo cho con trước ha. Dạ. Giữ gìn sức khỏe anh ha. Dự định đẩy mấy bao xi măng tiếp vô cho ông chú rồi đó. Đi mua đồ sau cũng được anh. Rồi mua đồ trước đi nấu ăn rồi đẩy xi măng sau. Vậy đi. Dạ. Lo cho con đi. Vậy ha. Dạ dạ. Rồi chào anh. Chào anh. Dạ. Rồi cảm ơn dạ. cô chú quý anh chị quý Mạnh Thường Quân quý nhà hảo tâm rất nhiều ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Dạ. Dạ. Sẵn cho em gửi lời cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Mà anh Hậu là mình nhìn thấy dễ thương á. Dễ thương. Thanh niên nhưng mà rất dễ thương. Ngọc Đồng với anh Út. Ủng hộ giúp đỡ em. Em là nhỏ anh năm nay nhiêu ta? 39 à. 39 rồi.